Xin chào tất cả các bạn. Lần đầu tiên mình xin thay mặt cho channel Hùng Rose Tiếu Ngạo xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia chương trình Cười cùng Hùng Rose xuân Nhâm Dần 2022 nha. Tụi mình rất là hy vọng những tác phẩm của các bạn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người nè. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, khi mà Covid thì vẫn còn đang hoành hành, rồi mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine thì càng ngày lại càng căng thẳng. Thôi thì chúng ta cầu mong cho ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ không làm phí thời gian của các bạn nữa, mình sẽ đi đến phần công bố kết quả. Đầu tiên thì cho phép mình xin công bố kết quả của 4 giải khuyến khích trước. Giải khuyến khích đầu tiên thuộc về bạn Vi Thái Hùng với tác phẩm Bí kíp võ công bá đạo. Thứ hai thuộc về bạn Lò Phương Lan với tác phẩm Hội nghị phụ nữ quốc tế. Giải khuyến khích thứ ba thuộc về bạn Võ Hoàng Tri với tác phẩm Truyện thầy đồ. Khuyến khích cuối cùng thuộc về bạn Nguyễn Thanh Sơn với tác phẩm Ăn ốc đổ vỏ. Kế đến sẽ là ba giải ba. Giải ba đầu tiên thuộc về tác phẩm Chiến sĩ tí hon Little Bee của Siêu and Look Channel. Ba thứ nhì là tác phẩm Truyện vui ngày Tết của bạn Tô Huyền Trang. Và giải ba cuối cùng là tác phẩm Đệ tử Lưu Linh ca vọng cổ của bạn Quốc Khánh. Tiếp đến sẽ là hai giải nhì. Giải nhì đầu tiên là tác phẩm Thơ vui báo tin khi vợ có thai và cái kết bi hài của bạn Nguyễn Văn Đức. Giải nhì thứ hai là tác phẩm Nhổ răng có 102 của MC Hà Thương. Kế đến sẽ là giải nhất. Và giải nhất của chúng ta thuộc về bạn Lưu Sùng Chung với tác phẩm Chim non hát và đọc thơ. Và cuối cùng sẽ là giải đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là tác phẩm Cùng lên đỉnh 2021 của bạn Trần Phương Lan. Xin chúc mừng tất cả các bạn.